Mặc dù nằm giữa khu dân cư đông đúc, nhưng những hố nước sâu, hố sụt tử thần của dự án kè bờ sông Miện, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang không được đơn vị thi công cảnh báo nguy hiểm và dựng rào chắn. Chính sự thiếu trách nhiệm và mất an toàn này đã dẫn đến những hậu quả đáng tiếc, khiến một em học sinh bị tử vong do đuối nước. Nguy cơ này vẫn luôn tiềm ẩn và rình rập khi chưa có giải pháp và cảnh báo an toàn. Đây là hình ảnh vụ đuối nước thương tâm vừa mới xảy ra tại khu vực cầu treo phường Quang Trung, thành phố Hà Giang. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, khoảng 12 giờ trưa ngày 19 tháng 6, nạn nhân cùng 3 người bạn ra khu vực công trường kè bờ sông Miện chơi thì bị trượt chân xuống hố sâu dẫn đến tử vong. Tôi muốn yêu cầu để bê công an, chính quyền để giúp đỡ, để giám sát và tìm những cái nguyên nhân giải quyết giúp chúng tôi để cho rõ ràng về cái sự việc. Xong là ấy, em cũng từ trên này cũng chỉ thế thôi. Thế là bảo là có người ở dưới đấy, thế là em cũng lao thẳng đây thôi. Đấy. Xong là cứ lần mò là lúc đấy là mò được nạn nhân là ở ngay cái giữa của cái vũng ao như này. Đấy. Đây là những hố móng kè bờ sông Miện thuộc dự án khu đô thị xanh thành phố Hà Giang do công ty cổ phần xây dựng thủy lợi 1 thi công. Trên suốt chiều dài hơn 3 km của những dự án tồn tại hàng chục hố nước sâu, tạo thành những cái bẫy chết người trải dài khắp tuyến. Điều đáng nói là dù đã tạm dừng thi công từ nhiều tháng nay, nhưng những hố tử thần này vẫn không được đơn vị thi công cảnh báo nguy hiểm, gây bức xúc cho người dân. Để ngăn chặn các vụ việc đáng tiếc như vừa rồi xảy ra trên địa bàn, thì phường Quang Trung đã liên hệ với chủ đầu tư cũng như là đơn vị thi công đề nghị là triển khai lắp đặt các cái thiết bị cảnh báo cũng như là và tuyên truyền rộng rãi đến người dân là không đến gần các cái khu vực đang thi công của dự án kè sông Miện trên địa bàn. Những hố nước sâu như thế này thì luôn là những cái bẫy tử thần, tiềm ẩn nguy cơ đuối nước có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Ghi nhận tại hiện trường vụ đuối nước thương tâm vừa mới xảy ra, chúng tôi không thấy bất kỳ một rào chắn hay một biển cảnh báo nguy hiểm nào. Mong rằng sự việc thương tâm này sẽ là lời cảnh báo với đơn vị thi công cũng như đối với chính quyền địa phương về việc đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, nhất là đối với trẻ em, đối với những công trình còn dang dở như thế này.